Ê, 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 trời 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 trời. Ê, 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 trời ơi. Ôi, trời ơi, trời ơi, trời. Nó đâu vậy? Ôi, đỡ gì đỡ. Ê, ê, nó kẹt, nó kẹt, nó kẹt vô cơ. Không, không, không có kẹt, không kẹt. Có sao không? Ôi. Anh em chuẩn bị lên cái dốc. Quá trời cao rồi con ơi. Ê. Ê, ê, chết mẹ, rồi, 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 rồi. Ê, 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 ê. Ơi. Chạy xuống chạy lên lại. Chưa sao mà. Mất công tự như mất công chuyện có đi chạy xuống được không? Rồi, anh ấy quay xuống lên lần hai. Ê, ok, ok. Rồi, lên dốc, phút lên dốc. Ai? Ê. Cố lên. Ok. Rồi, anh em tiếp tục lên dốc 8 cục cho bà con ha. Hết ga, hết số luôn, hết ga. Ê. Ê. Ok. Rồi, tới này nè. Xe này kiểu yếu rồi con ha. Không biết lên dốc nổi hay không nè. Mình lên. Cố lên. Ừ. Ai, ai. Ok. Rồi, tiếp tục lên dốc nha. Mình lên. À. À. Ok. Xuống trễ con sáng giờ anh em té dốc này biết bao nhiêu nữa. Rồi, tiếp tục lên dốc 8 cục một con ơi, cái đường trong kia lúng quá nên anh em không dám chở 10 cục. Ok. Rồi, tiếp tục con anh này 8 cục. Ê, 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 trời 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 trời. Ê, 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 trời ơi. Ôi, trời ơi, trời ơi, trời. Nó đâu vậy? Ôi, đỡ gì đỡ. Ê, ê, nó kẹt, nó kẹt, nó kẹt vô cơ. Không, không có kẹt, không kẹt. Có sao không? Ôi, nó sao, nó nhảy vô đây chưa? Phụ nó ơi, cái đầu nó rồi, bị đầu rồi. Ôi, đỡ gì vậy đi. Xuống đỡ gì coi. Lộn chúng cái rồi. Từ từ cho tỉnh ra đây. Cái đó không nhảy, nó không nhảy vô đây trời. Ai là? Là sao đâu? Là sao đâu? Rồi sao nó không nhảy ra? Sao sao? Bởi vậy sao sao nó không nhảy, sao nó không nhảy qua đây ta? Quay nó luôn, quay nó luôn, quay. Rồi đâu vậy? Ôi. Lộn cái ghê luôn con. Nó theo xe lộn luôn vậy. Ừ, ừ lộn theo luôn, trời lộn nó luôn. Nó lộn quá mẹ, nó sao bỏ. Chua. Nó lại đó, nó đá xuống. Quá săn cho nó kìa. Má giờ không biết xe nó sao lấy lên nữa. Đã nó kêu rồi, tao nói nó phụ nó đi. Chưa đi lỡ kịp nữa. À, à. Sao ở dưới đó là nó la đó. Ừ, nó la từ dưới đó rồi. Lên vô đây rồi la. Rồi tới đây kéo lên. Kép. Nào luôn một con ơi. Rồi nào xuống được xuống ơi. Rồi xuống. Má mày thua mày luôn. Cho tao tét không có xuống tỉnh đâu không được đâu. Rồi đưa tới nhau rồi tao chừng nhớ. Không có sao không? Không nó còn cười đổi mà. Rồi é luôn. Dễ vậy é ba ạ. Ở dưới giống đó là nó é rồi đó. Sao sao không? Ui lưu đi ra tao. Sao đâu? Ê đây. Cởi áo rồi coi có vị gì không? Sao không? Lấy được lấy. Không sao, không sao. Trời ơi, chở với nó quen. Để kia chở nó một cục thôi. Ai, ai ép nó ra vậy? Kia chở nó một cục thôi. Đấy. Má, cái xe nằm vậy. Xe nó cái nằm kìa con. Má là xe này, tàn. Xe nó bụng má ép. Má ép.
Xe nằm rồi. Quay phim luôn. Trời ơi. Chụp hình lỡ gạo không? Nó chụp hình lỡ gạo. À, nó chụp hình lỡ. Trời ơi, nó lộn từ đó lộn vậy xuống chỗ đó luôn trời. Đụ má tôi phải nói tôi cò kế nó nè, nó đây nó chật chật vậy nè. Trời ơi trời. Ăn từ 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 từ. Ông cứ đỡ tôi cắm đỡ để cho nó có hơi đất. Vậy. Vô đi. Trời cùng mẹ nhà heo ăn vuông bóng gì mà nó ra nặng. Mình lại vô hình sát sát hơn bánh xe. Ủa gãy cây luôn rồi. Không được. Má mày gãy cây luôn rồi. Ủa đó, ủa gãy cái bự luôn kìa nghe không? Đó cái bự kìa. Được chứ quay trên. Nó ở dưới cái dốc ở dưới là nó la rồi. Thì tao thấy là không ổn thì tao ngưng đi. Đã không ổn rồi chạy luôn. Cô thấy đây là nó nhổng rồi cỡ này rồi. Bay sao? Làm gì? Là tới đây là nó la rồi. Làm é nha. Ấy lên đây ngàn cắt tới đây tôi kêu bỏ xe nhiều, bỏ xe nhiều. Rồi ôm nhảy luôn. Rồi. Rồi rồi. Không có chừng nãy giờ nó rớt xuống nó bị lắc đó. Ôi. Nè con dây này nè, dây trước nè, dây trước nè. Tháo dây trước ra. Đó, trời ơi. Trời ơi. Còn sung, còn sung không sao. Còn sung. Má, sung cu cặc nãy nói gì nè. Hồi nãy nó té nằm vậy luôn hả? Ừ. Thằng thằng ô trời, nằm như kia vậy. Má không dám đụng nó luôn á trời. Trời nó lấy tay mình nó đầu. Nó có rung rung không? Đâu đâu nó rung rung sao đâu? Rung nãy đó. Rung. Nằm thấy ghê vậy trời. Nó giật ngồi thấy cái tay nó bệnh cái đầu là thăm mấy đỡ lên á, chứ chưa dám đỡ đâu. Ủa má, nó nằm đây, nó ngồi đây vậy nè. Ừ. Đâu dám đụng. Ghê. Tội thiệt. Không biết. Súng nữa lên tới, vợ hả vợ? Kéo lòng mình dám. Không biết anh hiểu không biết. Không biết anh hiểu không biết à. Anh nó ra, anh nó đi. Đi nè. Đây là hiện trường vụ án, còn nằm dưới đó, lọt dưới cái lỗ đó, trời ơi, hết hồn ở dưới. Trời ơi. Đây là chuyến này chuyến cuối rồi. Hồn dĩa lần này cho nó nằm thấy ghê muốn chết luôn chặt. Ném cục. Tranh lốt điện rồi tranh thủ chạy xuống mà mất công chuyện cái đi được đâu.